Chào các bạn, đây là hình ảnh vùng phong hành Cẩm Phả trước khi cơn bão về vào ngày 16 tháng 8 năm 2018. Bầu trời u ám và gió đang nổi lên. Suốt mấy ngày qua, trên đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh, người ta thông báo cơn bão khẩn cấp và mọi người đang lo lắng cơn bão về. Và theo như dự báo thì đêm ngày 16 tháng 8 bão sẽ vào vùng Quảng Ninh. Và bây giờ đang là lúc 16 giờ chiều ngày 16 tháng 8 các bạn ạ. Nhìn cái biểu hiện trời như thế này cũng có thể bão sẽ về đây thật. Gió bắt đầu nổi lên, nghe tiếng thổi ào ào. Đây là cơn bão số 6. Người ta đang rất lo sợ cơn bão là rất lớn. Đấy, các bạn nhìn thấy cây dây gió đang đung đưa ra rất là mạnh. Bầu trời đen kịt. Thế nhưng mà thật lạ, trước khi cơn bão về, cái bầu trời u ám, cái cảnh vật ở xung quanh vẫn có cái nét đẹp của nó. Và tôi ghi lại cái hình ảnh này trước khi bão về, chia sẻ cùng quý vị các bạn xem, để các bạn cùng thấy được cái nét đẹp của Quang Hanh, quê tôi. Đấy, gió nổi các bạn thấy không? Những cây bị gió thổi nó oằn xuống rất là mạnh. Ngoài đường xe pháo chạy tấp nập và khẩn trương, cảm như họ đang cố chạy tránh cơn mưa. Thực ra ai cũng biết là đêm nay bão sẽ về. Mấy ngày liên tục người ta gửi công điện khẩn, nên là ai cũng biết, nên là người nào cũng chủ động để chống bão. Đây là trên phía trên đồi, cách đường 18 khoảng 20 mét. Tuy là trời bão, bão gió sắp về nhưng mà khung cảnh nhìn rất là đẹp, có cái nét riêng của nó. Trời tối sầm tối xì phải không ạ? Có những hạt mưa vừa vừa rồi và có gió rồi. Theo đúng như dự báo thì đêm nay 16 tháng 8 bão sẽ về. Cầu mong sao cho cơn bão không về thì là điều tốt nhất. Thưa quý vị các bạn, tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn video này trước khi cơn bão về tại vùng Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ tôi và nhận xét cho kênh của tôi ngày tốt hơn, để tôi có thêm động lực làm thật nhiều video hay hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn.